Chào mừng các bạn đến với kênh channel của mình. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai của sự kiện. Thì mình làm từ lúc 8 giờ 15 và bây giờ là 10 giờ 33, tức là được hơn 2 tiếng 15 phút. Thì mấy bạn sẽ hỏi là có một số bạn hỏi mình là làm sao mình lại làm nhanh trong vòng 2 tiếng như vậy. Thì đơn giản lắm. Thì mấy bạn trước tiên là mấy bạn phải qua nhận nhiệm vụ đầu tiên ở bên thung lũng băng giá trước, rồi sau đó mấy bạn qua bên hồ cầu vồng. Khi qua bên hồ cầu vồng thì mấy bạn phải hồ thung lũng băng giá thì mình không nói đi, tại vì gặp nhanh rồi, chứ tính nhanh lắm. Còn hồ cầu vồng thì mấy bạn theo thứ tự như gì, thì khi mà nó hỏi đi qua đó hỏi con boss nào xuất hiện rồi, ví dụ như hỏi con rùa băng á, nó hỏi thì mấy nào đồng đạo đó nói là rùa băng xuất hiện rồi, thì mấy bạn phải đứng bên con đại long đợi sẵn nó đi. Vừa thấy nhớ là phải đợi nghe, đừng nên là gờ mắt khỏi màn hình, đừng có coi phim. Nếu mà coi phim đó thì mấy bạn chia màn hình cho làm đôi mà coi. Làm như vậy đó là canh liền đi gì mấy con boss đó hấp bởi là thấp, bởi vì được quýnh chưa gì đó phải bạn chở chừng 5 giây thôi là bắt đầu là mất tiêu con boss, bạn không được nhận. Thì bạn đến con đại long thì nó đi theo dòng cơ chế gì là con rùa băng xong rồi mới tới con đại long xong rồi tới con loài long. Thì mấy bạn cứ gì đi thì cái con rùa băng với con loài long á thường thường xuất hiện kế bên nhau rất là nhanh, hình như là cách nhau có 1 phút và không tới 1 phút nữa nó xuất hiện kế bên nhau gì đó. Rồi sau đó mấy bạn qua bên đồng cốc thì nãy thung lũng băng giá với hòn cầu vồng á, thì mấy bạn tốn hết là nhanh nhất á là 30 phút, chậm nhất á là 45 phút, rồi còn một tiếng mấy đó thì mấy bạn sẽ qua đồng cấp. Thì qua đồng cấp á thì mấy bạn sẽ đợi, thì mấy bạn không được chuyển kênh được đâu nên khỏi cần gì nhân thứ đó ở đó đợi đi, treo máy đó đi. Thì khi nào boss máu lạnh máu nóng ra thì đánh, đợi 25 phút sau tới máu lạnh đánh, 25 phút sau đó con Bali ra đó. Thì hên á thì theo mình thấy á, thường thường á bạn làm nhiệm vụ xong ở thung lũng băng giá xong tới hồ cầu vồng á là nó qua tới cái thời gian đó là con máu lạnh nó ra rồi, là con máu lạnh là con máu nóng nó vừa xong thì bạn đánh con máu lạnh, con máu lạnh xong thì bạn chỉ qua đó bạn đợi thêm 25 phút nữa thôi. Thì hồi sáng nay thì mình làm 8:15 thì mấy cái bạn kia đánh rồi mình không biết, nhưng mà mình qua xong thì là vừa giết xong con máu nóng, là máu nóng gì chứ xong thì tới 25 phút sau con máu lạnh nó xuất hiện. Thì trong thời gian đó thì bạn sẽ đợi thêm 50 phút, đó là 1 tiếng. Không tới 1 tiếng nữa, hình như là 25 phút sau là con máu lạnh xuất hiện, và 25 phút nữa là tới con con Bali, là mấy bạn sẽ tốn 50 phút. Như vậy là ba bạn tốn 80 phút rồi. Thì còn 40 phút ở đâu? Còn 40 phút nữa là đủ 120 phút, đó là mấy bạn qua làng thú dân. Thì làng thú dân á thì cách nhanh nhất á mấy bạn để làm đi bên bển á, là nếu thì mình vừa làm xong thì qua thì thấy qua tới bên đó là tự nhiên thấy mình tới kênh mừng, thì không biết mình hơn hay không mà hai mấy ngày nay mình rất là hơn hai ngày nay là qua kênh mừng, là vừa qua là xong là hiện lên nhiệm vụ là con đại hô con búa bảo vệ anh búa rồi tới hành hình. Thì cái hành hình xong thì khoảng 15 thì qua đó là 40 phút, còn 40 phút không thì qua đó là bạn hành hình dưới ấy là 20 phút. Còn 20 phút sau thì sẽ con boss Karima này nó sẽ xuất hiện ở làng thú dân. Và mình sẵn đây mình nói luôn là cái cơ chế của mấy bạn đó là làm thế nào mà để gọi cái con boss nó nhanh hơn. Thì ngày hôm trước á mình tự nhiên á mình thấy là mình mới vừa bảo vệ nên búa xong thì khoảng chừng 5 phút sau thì nó đã xuất hiện cái con boss cuối rồi. Cái con boss cuối rồi. Mình không hiểu tại sao cái mình lên lớp mình đọc mình tìm hiểu thì mình thấy là nó cũng có một cái cơ chế đi tắt như thế này, đó là mấy bạn sẽ quýnh mấy con mà pháp sư á gọi với mấy con có cánh á, mấy bạn phải giết nó đủ 100 la con thì nó sẽ gọi ra được cái con boss này, cái con boss cuối. Và nếu mà bên cái mát của bạn nó có một con nhện thì con nhện đó là khi bạn giết con nhện nó là tương đương nó 70 con của mình nói như là con pháp sư với cái con có cánh mà mở ra được cái gương kho báu á, mở cái gương bạc kho báu làm thôi nhìn làm thủ nhân á thì nó sẽ gọi ra. Thì lúc đó thì mấy bạn cứ kêu ai rảnh ai không treo á thì kêu cứ farm đi,
Tại vì cái thời gian mà thông báo xuất hiện cái con boss cuối này là lên tới đó là 5 phút, bởi vì là bạn sẽ chạy lên là kịp, bởi vì nó rảnh thì mấy bạn cứ farm, và hồi sáng mình đã farm rồi đó, mình không có treo hồi farm đó, thì mình có tốn là 2 tiếng 15 phút, đó là cái khoảng thời gian là mình làm hoàn thành những ngày. Thì mình làm từ 8 giờ 15 mà đó. Thì cũng thấy mình thấy là một ngày bỏ ra 2 tiếng thì để tham gia cái sự kiện này thì cũng event này ca này cũng được, mà dành cho mấy bạn là nhân nhân viên phòng á, các bạn mà không có thời gian á và tới tối chơi á thì về tối thì mấy bạn cứ bỏ ra 2 phút mấy bạn cài đi, còn mấy cứ bỏ 10 ngày này khỏi chạy đấy đi đi thiệt luôn, nói thiệt luôn, không có thời gian thì mấy bạn cứ thích office thì mấy bạn cứ cài đi, có 2 tiếng thôi, nhanh là chậm nhất là mình thấy mình chậm nhất luôn là 2 tiếng 15 phút, bữa hôm qua là mình làm đúng có 2 tiếng à. Đúng rồi, đến đây là clip mình kết thúc. Nếu mà mấy bạn thấy cái chia sẻ của mình hay thì mấy bạn hãy đăng ký kênh của mình và like nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.